trưởng Công an phường Hà Nội vi phạm nồng độ cồn kịch khung. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội mới đây đã đưa ra kế hoạch số 148/KHPC08TM về thí điểm triển khai lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ chéo tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp. Thực hiện kế hoạch trên, hồi 1 giờ 25 phút ngày 23 tháng 9, tại ngã tư Nguyễn Hoàng Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, tổ công tác chéo địa bàn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 12 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6. Lúc này, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế PTA, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội về hành vi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên lít khí thở. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế A điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30G-239XX không xuất trình được giấy phép lái xe, còn giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã hết hạn. Qua xác minh về nơi cư trú, cảnh sát xác định tài xế này là trưởng công an của một phường trên địa bàn quận Cầu Giấy. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an xác nhận thông tin trên và khẳng định, thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã và đang kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Việc xử lý này là xuyên suốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!